Xin kính chào quý vị và các bạn. Sáng hôm nay thì Nam Bộ sẽ có mưa rông mạnh, cục bộ về chiều sau ban ngày trời nắng mạnh. Còn ở Bắc Bộ thì lại giảm mưa, thế nhưng trời vẫn khá lạnh. Thay vì mưa ẩm rả rích như ngày hôm qua thì hiện tại ở thủ đô Hà Nội, mưa chỉ xảy ra lất phất ở một vài nơi, không gian thoáng đãng. Tuy nhiên, với lớp mây dày che phủ như thế này thì nhiệt độ chỉ nhỉnh hơn so với buổi trưa ngày hôm qua là 1 độ, vẫn ở mức thấp là 21 độ, cảm giác khá lạnh. Dự báo là tiết trời như vậy sẽ còn duy trì trong cả chiều và đêm nay với nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ không vượt quá 22 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng cùng chung trạng thái mưa nhỏ bất chợt trong chiều nay. Mức nhiệt cao nhất là khoảng từ 22 đến 24 độ. Riêng ở Lạng Sơn thì trời rét, nhiệt độ là 19 độ. Đối với khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, trong chiều nay cũng sẽ là kiểu thời tiết mưa rông đan xen với những khoảng nắng. Cảnh báo sẽ có những điểm mưa to, dễ đi kèm theo gió giật và sấm sét. Về nhiệt độ, tại Đồng Hới khá lạnh với mức nhiệt là 24 độ. Còn từ Huế trở vào đến Phan Thiết, thời tiết dịu mát với mức nhiệt là từ 29 đến 31 độ. Dù là 3 tiếng tới ở Tây Nguyên trời có nắng mạnh, thế nhưng nhờ địa hình cao nguyên nên nhiệt độ cao nhất ở các thành phố sẽ không vượt quá 30 độ. Trong khi đó thì ở Nam Bộ trời lại nóng hơn, ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác sẽ có những điểm lên đến 34 độ. Sau 15 giờ thì mây dông sẽ phát triển ở cả hai khu vực này và gây mưa. Lưu ý là có những điểm mưa to có thể lên đến 50mm tương ứng với vùng màu xanh đậm này. Tại đây thì gió giật và sấm sét cũng có khả năng cao đi kèm trong cơn mưa. Trên biển thì huyện đảo Trường Sa chiều nay tiếp tục cảnh báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh. Trái lại thì huyện đảo Hoàng Sa trời có nắng, gió ở đây ở mức cấp 5 với tầm nhìn xa trên 10 km. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các khu vực trên cả nước trong chiều và tối nay.